Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp sẽ thúc đẩy liên kết tiêu thụ nông sản, phát triển bền vững trong nền kinh tế thị trường. Đối với mặt hàng sầu riêng, để liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, tỉnh Đắk Lắk đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quá trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc, tiêu thụ sản phẩm, đáp ứng những yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững. Để nâng cao chất lượng giá trị sầu riêng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường và xuất khẩu chính ngạch, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tân Lập Đông đã ứng dụng công nghệ trong quá trình canh tác. Toàn bộ 50 hectare sầu riêng của Hợp tác xã có mã vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, áp dụng quy trình thực hành nông nghiệp tốt Việt Gáp, giúp Hợp tác xã dễ dàng liên kết bao tiêu sản phẩm với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Nói chung về Hợp tác xã và bà con nông dân, chúng tôi vẫn duy trì tốt cái mã số vùng trồng từ khâu sản xuất đến chủ yếu là khâu sản xuất, vì nói chung mình sản xuất theo một cái nghị định của đăng ký mã số vùng trồng từ sử dụng phân bón thuộc vào về thực vật, và cũng đang tiến tới ra để tìm các đơn vị để có như liên kết tiếp theo để tiêu thụ sản phẩm cho tất cả các thành viên trong hợp tác xã. Bên cạnh ứng dụng công nghệ số trong trồng, chăm sóc cây trồng, hiện nay nhiều doanh nghiệp tại Đắk Lắk đã đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng thương mại điện tử, liên kết sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm. Các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, dự báo chính xác thông tin trên thị trường để liên kết cung cầu, qua đó gắn sản xuất với tiêu thụ cũng như mở rộng thị trường. Nhờ sự cái chất lượng của dân càng ngày càng phát triển và làm theo được những cái nhu cầu, những cái tiêu chuẩn của những nước ngoài thì người ta đã chấp nhận rồi, thì chúng tôi đã xuất được 3-4 nước rồi, thì làm cho người dân được tự tin thêm cái sản phẩm của mình, không sợ thất vọng, không sợ sau này trồng ra là không biết làm gì. Hiện tại bây giờ là nói chung người dân cũng đã có một niềm tự tin và đã chuyển qua tới cái sản phẩm bọc. Để liên kết sản xuất và tiêu thụ và xuất khẩu sầu riêng, tỉnh Đắk Lắk đã chú trọng phát triển vùng nguyên liệu bền vững, triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn và cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói quả tươi phục vụ xuất khẩu. Để mà cái ngành hàng nó phát triển bền vững thì cùng với cái chuyện tổ chức sản xuất đáp ứng cái tiêu chuẩn của cái thị trường, của cái nơi tiêu thụ, thì cái việc xây dựng thương hiệu là cái việc cũng phải rất là quan trọng. Và đấy cũng là một trong những yếu tố để ngành hàng phát triển bền vững. Xây dựng thương hiệu thì tốt thì là nó sẽ tiêu thụ được nhiều hơn, rộng hơn. Và để giữ được thương hiệu thì cũng càng phải chăm lo, củng cố cái chuyện chất lượng, tiêu chuẩn sản phẩm. Để thúc đẩy liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ và xuất khẩu các mặt hàng nông sản, thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số đối với các loại cây trồng, ứng dụng công nghệ thông tin vào giám sát quá trình sản xuất, thu hoạch, bảo quản, truy xuất nguồn gốc, hỗ trợ khuyến khích nông dân, các hợp tác xã, doanh nghiệp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất, kinh doanh.